vớt được 3 đứa nó để lên trên cái bờ cát rồi. Đâu 7 8 em tắm rửa. Tôi làm nên tôi cũng thấy sợ hãi. Mình thấy mình đang còn được thấy con là mình mừng rồi. Bởi vì xóm này thì lại hôm nay cả làng nhà đi tìm. Ngày đó là một ngày bình thường với em ạ. Buổi sáng em đi học về với mẹ để ăn cơm. Tầm lúc 1 giờ chiều thì mẹ em kêu ra vườn để đi làm với mẹ. Thì lúc em đang làm thì em nghe mấy bạn bên bờ sông bên kia kêu cứu. Đầu tiên em nghĩ tới là để chạy ra xem có phải thật không ạ. Lúc em chạy ra nhìn xuống bờ sông thì thấy có một ba bạn thì đang vừa chìm vừa nổi vẫy tay lên á để kêu để cầu cứu. Em lúc em nhìn xuống thì bực đó thì tầm nó cao khoảng tầm 7-8 mét ạ. Em chả có thời gian suy nghĩ gì nữa để chỉ biết cứu mấy bạn để càng nhanh càng tốt ạ. Thì em nhảy xuống thấy mấy bạn bạn nào ở gần em, lúc em bơi ra thì ở xa khoảng tầm 5-6 mét ạ. Lúc em bơi ra thì em cứu các bạn ở gần em biết ạ. Em khi kéo bạn đầu tiên lên bạn trong tình trạng muốn gần nhất ạ. Bạn ấy nằm trong khoảng thời gian 30 phút ạ. Và sau đó bạn ấy mới tỉnh dậy ạ. Lúc em cứu bạn thứ hai thì bạn ấy vẫn đang giơ tay lên, giơ tay để kêu cầu cứu thì em mới thấy em chạy ra bạn từ ở gần tiếp thứ hai. Cứu bạn thứ hai xong thì em cũng đã mệt lắm rồi. Nhưng em lúc em nhìn ra thì vẫn đang còn một bạn nữa. Em ra em cứu bạn thứ ba thì chả thấy bạn ấy đâu, thì em mới lặn ra lặn xuống để mò thì thấy bạn ấy. Em lặn xuống đáy để đẩy bạn ấy vào bờ, nhưng một lúc sau chả thấy bờ nào thì em cũng rất là đuối sức, thì em bị nước cuốn đi một đoạn rất xa thì em cũng rất là sợ. Hai bạn đều chìm xuống, lúc đó thì em đã cố hết sức để đẩy hai người vào bờ. Khi bọn em đang chơi bới thì không có bạn, có người lớn nào chỉ may có bạn Hùng ở đấy, bạn bơi xuống bạn kéo vào, bạn ấy kéo được bạn kia vào thì bạn bơi ra em thấy bạn ấy thì em vẫy tay kêu cứu, thì bạn ấy lại bạn ấy kéo đơ túm tóc em kéo vào bờ. Rồi tôi chạy ra thì Hùng nó vớt được ba cháu chạy lên bờ rồi bắt đầu kêu xe cấp cứu. Hùng nó mệt mỏi lắm, nó nằm dài ra cả ấy cơ mà, cả đất cơ mà. Người nó mệt nhoài đi, mắt nó lờ đờ ra, nó cứu ba cháu nó bơi nó mệt lắm. Khi em biết vẫn còn hai bạn thì bạn đầu tiên thì bạn lúc tắm với nhau là không biết ở đâu nữa. Mà là tự nhiên nó chìm thôi. Bạn thứ hai thì bạn với bạn kia vẫn đang còn một bạn nữa. Thì với lặn xuống thì lúc vài tiếng sau với tìm cái thi thể ạ. Lúc lần đầu tiên thì bạn kia bị chết trước nên tất cả nhóm ra đó thì không biết, nên là không kiếm bạn ấy. Thì đến lúc sau bạn kia chết đuối tìm kiếm luôn. Kiếm thì bạn ấy chiều tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thì mới thấy. Rồi máy tầm 5-6 giờ chiều ấy mới vớt được hai cháu lên, mà hai cháu đấy không có.
có mấy đứa xuống thì là bảo là đừng tắm, nhưng mà giờ đến lúc là bị như thế thì là khu nhà cô thì lớn hơn rồi, là khu ở dưới nước thì kêu là anh Phong cứu em với thì ra lôi được một đứa vào. Thì đến lần thứ hai thì thằng khu này cũng mệt, cũng không biết kỹ thuật, nói chung là cũng chưa biết bơi biết gì cả, nên là cũng đuối cũng mệt. Thế là có bạn ở bên Ngọc Lạc á, bạn thấy bạn cứu được ấy, thì rồi là bạn lại thấy em này hơi đuối là lại lôi vào. Lôi vào thì thằng này tỉnh rồi kinh quá thì chạy về, cũng không biết thế. Rồi cảm thấy là nghĩ là con mình đã vừa là cứu bạn mà lại vừa là cũng suýt chết, thì đúng là cũng là may phúc cho nhà mình. Như vậy là cũng tội thân cho là mấy nhà bạn bị thiệt mạng, đúng là cũng là mất con mà. Đúng là mình thấy mình đang còn được thấy con là mình mừng rồi. Lo đúng là bị lo mấy ngày đó, hoảng lên mấy ngày thì mình cũng chấn an đó. Từ trước đến giờ là em chưa được học kỹ năng cứu người dưới nước với ai, là từ lúc đó là mình nghĩ ra cách để đưa mấy bạn vào bờ. Lúc em ra em mò bạn thứ ba thì bị em cũng rất là đuối sức, thì em bị nước cuốn đi một đoạn rất xa, thì em cũng rất là sợ. Cứu xong ba bạn thì em cũng thấy trong người nó bị lo lắng với là ám ảnh rất nhiều, thì em cũng chả dám ra chỗ đó nữa. Cũng như là được gọi giúp đỡ. Dạ. Không thể lấy trong người là cũng luôn là sợ hãi. Ở gần nhà đây các bạn cũng xong tắm, còn cái trước mắt là đừng đưa các bạn ra sông. Nếu các bạn nào biết bơi thì ra sông cũng được, còn các bạn chưa biết bơi thì đưa các bạn tắm ở trong bờ. Trước mắt cái bản thân của mình là mình tự nhủ được là cũng được rồi. Nếu cái câu này dặn nó không may vỡ răng thì lại hối hận cả đời. Mình sợ, mình là mẹ nhưng mà mình cứ sợ hãi hôm mai có xảy ra chuyện gì đó thì mình cũng thương quân và mình hối hận cả đời ạ. Trong khi cái cục vụ ấy thì em về ốm mất một tháng trời, Hùng ám ảnh nhiều thì Hùng sợ đêm không dám ngủ đâu, người gầy xuống mấy cân luôn. Tôi rất lo mà từ khi tôi không có ở nhà mà khi các em mà ra tắm xong thì Hùng vẫn cứ nhảy xuống để cứu các em, mà tôi rất chi là lo sợ. Rất lo sợ vì là các người mà có con đến cái tuổi đấy thì là cũng nên quan tâm đến con cái đi đâu thì nghĩ cho cũng để ý đến con cái mình một tí. Em chỉ mong là các bạn ấy được cố gắng được học cách kỹ năng bơi với phòng chống đuối nước thì ạ. Và cố lúc khi tắm mặc áo phao thì ạ. Và sau khi biết như thế mà mấy bạn ấy tự cố gắng để bảo vệ bản thân. Em hy vọng là thứ hai là không bao giờ gặp đến cái cảnh đuối nước này nữa, thì nó rất là ám ảnh với em trong cuộc sống.